bờ biển phía nam nước Úc thường xuyên bị bao vây. Một binh đoàn cô nhận nắm giữ chỗ nước nông. Không khó để công kích chúng, nhưng điều đó không dừng chúng lại được. Mặt nguy hiểm, hàng ngàn con cua nhện vẫn hướng về phía bờ biển. Và ngay khi vừa đến, chúng lại biến mất. Một người đàn ông quyết định tìm ra lý do chúng đến đây. Anh ta muốn làm sáng tỏ một trong những hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên. Hai trăm năm về trước, một sự phát hiện kỳ lạ đã diễn ra ở bờ biển nước Úc. Người ta tìm thấy một chiếc xuồng cano có tên là Casuarina. Những cơn gió mạnh đẩy con thuyền về hướng Tasmania. Ngay khi họ vừa lên bờ, nhà động vật học Francois Peron đã bị choáng váng bởi những gì ông ta nhìn thấy. Hàng ngàn chiếc giỏ cua ở đầy trên biển. Peron bị rối. Người dân địa phương lo ngại đó là một lời nguyền hay một điều gì đó tồi tệ hơn, cái mà báo hiệu sự diệt vong của trái đất. Và nó không phải chuyện lạ. Nó xảy ra hàng ngày. Melbourne là thành phố lớn thứ hai ở Úc. Nó được xây dựng bên bờ biển và nhìn ra vịnh cảng Phillip. Vịnh này là nơi dừng chân cho lính thủy thủ và những người đam mê những môn thể thao dưới nước. Du khách lũ lượt kéo đến đây và hàng ngàn con cua nhện cũng kéo đến. Vào đầu tháng 6 năm 2011, người ta tiến hành một cuộc điều tra. Giáo sư Julian Finn sống ở Melbourne. Ông là nhà đại dương học và nghiên cứu về Phillip đã gần 20 năm nay. Nhưng vì cuộc chạm trán kỳ lạ cách đây vài năm, nên giờ ông chỉ tập trung vào duy nhất một loài sinh vật. Vào tháng 6 năm 2005, ông ở trong một phần của vịnh gọi là Blairgowrie và ông đã nhìn thấy những điều kỳ lạ. Nhìn xuống đáy biển, ông thấy một số con cua, chúng trông rất khác lạ. Nhưng nó cũng đã từng như thế. Những con cua tràn lan cho đến khi ông tận mắt chứng kiến. Chúng là những con cua nhện khổng lồ. Và ông ước tính rằng có 50.000 con. Đó thực sự là cảnh tượng kỳ quái. Chúng di chuyển cùng hướng, không dừng để ăn. Loài cua nhện khổng lồ này thường sống ở vùng nước sâu.
nhưng nhiều điều về sự sinh sống của chúng vẫn còn là bí ẩn. Ces dernières années, on nous a souvent signalé ces concentrations de crabes, mais on ne sait pas pourquoi ils viennent ici et ce qu'ils y font. Je vais donc beaucoup plonger ces prochains mois et j'espère trouver les réponses à ces questions. Tại sao chúng đến vịnh này với số lượng đông như vậy? Julian không phải là người đầu tiên trông thấy chúng. Julian quyết định tìm hiểu thêm về binh đoàn cua này, nhưng một nhiệm vụ làm nản chí đang ở phía trước. Cảng Philip là vịnh lớn và các con cua không tụ họp tại cùng một nơi. Người ta tìm thấy chúng ở bốn nơi khác nhau. Julian quyết định bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách quay lại nơi khởi đầu, đó là ở Blairgowrie. May mắn đó là ngày trời quang và mặt biển thì tĩnh lặng. Những con chim điên màu nâu tận dụng lúc thời tiết đẹp và lao xuống tìm cá cũng như mực ống. Những ký ức về cuộc chạm trán của năm 2005 thôi thúc Julian sẵn sàng. Một chiếc dây thừng buộc chặt quanh người ông. Chỗ khác thì gắn phao để họ có thể lần theo dấu ông. Cuộc tìm kiếm bắt đầu. Nhưng trước khi lặn xuống đáy biển, ông đã gặp một loài khác. Cá heo mũi dài chào vị khách lạ đang ở giữa chúng. Để thỏa mãn tính hiếu kỳ, chúng biến mất tận đằng xa. Julian lặn xuống tầng biển. Đây là nơi mà lần cuối ông đã nhìn thấy đoàn quân cua. Hôm nay là một bức tranh khác. Không dễ gì khi tin rằng 6 năm trước ông đã trông thấy hàng ngàn con cua ở đây. Đó không phải cảnh tượng duy nhất nhìn thấy. Đó là một khởi đầu không thành công, nhưng ông ấy vẫn không nản chí. Julian có một thuyết về thời điểm những con cua tụ họp ở vịnh. Ông nghĩ rằng ngày mà những con cua tụ họp là 2 ngày trước tuần trăng tròn vào tháng 6, đó là khoảng 10 ngày trước. Ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm. Vào năm 2010, người ta nhìn thấy một số lượng lớn các con cua ở gần bến cảng Dry, phía đông của vịnh. Julian muốn tận mắt trông thấy khi chúng quay lại. Và vào lúc này, ông đã mua một thiết bị đặc biệt để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. Một chiếc xe scooter. Bây giờ ông đã có thể khám phá được những khu vực rộng hơn và nhanh hơn. Ở độ sâu 100 mét dưới đáy biển, các loài tảo mọc kín.
Mọi thứ dường như đứng yên, nhưng có một thứ gì đấy đang chuyển động. May mắn là ông đã chạm đến nó. Đó là một con cua nhện. Khác với các loài cua khác, cua nhện có thể đi về phía trước cũng như sang bên. Bề mặt của chiếc giỏ được bao phủ bởi gai, cái mà được những loài tảo kết lại hình thành nên. Đây là con cái, chân và cằn của con đực dài gấp đôi so với của con cái. Lông tuyến đung đưa ở giữa mắt và xung quanh miệng. Nó dùng chúng để kiểm tra nguồn nước và tìm kiếm thức ăn. Đây là cơ hội tốt để nghiên cứu kỹ hơn về loài cua, nhưng đó không phải cái mà Julian tìm kiếm. Con cua có những nét đặc thù của nó. Ông quyết định tìm kiếm ở dưới bến cảng. Nước không được trong và tầm nhìn hẹp. Một thứ gì rất lạ đập ngay vào mắt ông. Đó là một con cua nhện còn non. Nó chỉ bằng 1/4 con nhện trưởng thành. Và nó đang ngụy trang. Nó sử dụng tảo để ngụy trang. Con cua nhện non quấn tảo biển một cách tỉ mỉ xung quanh người. Nó dùng màng nhầy từ miệng để dính giống như keo. Nó gắn miếng bọt biển lên vỏ một cách dễ dàng. Những con cua nhện non dành khoảng thời gian thơ ấu ở nơi nước nông. Nếu không ngụy trang như vậy, rất nhiều con sẽ trở thành mồi cho loài thú ăn thịt. Đó là một sự khám phá thú vị. Nhưng ông vẫn chưa phát hiện ra số lượng lớn loài cua mà ông đang tìm kiếm. Ngày tiếp theo, nhóm mở rộng phạm vi tìm kiếm đến Leonard. Đây là một nơi ở phía tây của vịnh có rất đông những con cua xuất hiện. Điều kiện nơi đây không hề dễ chịu. Đầu vịnh có nhiều dòng chảy mạnh, nước biển dâng trào như một con sông chảy xiết. Julian kiểm tra bản đồ. Ông định chỉ con kênh đào mà ông nghĩ rằng những con cua sẽ xuất hiện ở đấy. Nhưng biển động đòi hỏi phương pháp tiếp cận khác. Họ không thể sử dụng xe scooter và một thợ lặn có thể bị cuốn vào những dòng nước. Thay vì thế, ba trong số những người bọn họ sẽ làm cùng nhau. Cả ba đều giữ một chiếc dây thừng, số khác buộc phao. Họ sát cánh bên nhau và công cụ tìm kiếm lại được bắt đầu. Thank you.
Họ đang ở độ sâu 15 mét. Đó là nơi sâu nhất mà họ từng khám phá. Những thợ lặn xếp thẳng hàng dọc theo dây thừng. Julian ở giữa và dẫn đường. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đáy biển. Đột nhiên, có một sự chọc thủng phòng tuyến. Một con cua nhện trưởng thành và nó đang di chuyển. Nhóm tìm kiếm theo sau và có thêm một con cua nhện khác. Những con cua đổ ra từ mọi hướng. Khoảng 30 con từ từ hướng đến chỗ nước nông. Đó là một binh đoàn kỳ lạ và trầm lặng, và dường như chúng di chuyển có mục đích. Và Julian đã biết nơi những con cua đến. Ông nghĩ rằng chúng đang di chuyển đến phía nam của vịnh cảng Philip. Và ông ấy muốn đến đây đầu tiên. Nhóm tìm kiếm đi xung quanh vịnh. Điều kiện ổn định cho phép xe scooter có thể lại hoạt động. Dễ như ông ấy đã nhận định đúng. Một số lượng lớn những con cua đang tụ họp ở đây, nhưng vẫn ít hơn so với 50.000 con cua mà ông đã nhìn thấy hồi năm 2005. Ông ước tính ở đây có khoảng 500 con. Đột nhiên cảnh tượng biến đổi. Những con cua phân tán đi nhiều chỗ khác nhau vì hiểm nguy đang bao vây. Những con cá đuối đói mồi đang rình rập quanh đây. Cát lún xuống, minh chứng cho tàn dư của cuộc tấn công còn sót lại. Những con cá đuối gai độc vẫn chưa dừng lại. Tuy sợ hãi nhưng những con cua vẫn không chạy trốn. Thay vào đó chúng nằm lên nhau và tạo nên một hình tháp khổng lồ. Julian nghĩ chúng có thể đang cố trông giống một sinh vật to lớn nào đấy để tránh những con thú ăn thịt khác. Một ngày sắp kết thúc. Đó là một điểm giải quan trọng khác. Nhưng Julian vẫn chưa tìm ra số lượng đông đúc hồi năm 2005.
Sau đó vào buổi tối, ông quay trở lại để xem liệu rằng những con cua đó có còn ở đây hay không. Khi màn đêm buông xuống, biển như một thế giới khác. Một con mực ống đá ngầm từ từ di chuyển. Cơ thể nó phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ dưới ánh đèn, chắc hẳn nó đang kiếm mồi. Một con sao biển cũng đang đói mồi. Và nó cũng kiếm được thứ để ăn. Con điệp giống nửa thân mình dưới cát, nhưng vẫn không đủ sâu để thoát khỏi sự truy tìm. Giờ chỉ cần làm là trốn thoát thật nhanh. Con điệp có một cơ đặc biệt sử dụng khi đóng và mở vỏ của chúng một cách nhanh chóng và an toàn. Đáy biển vẫn đầy ắp những sự sống, nhưng những con cua mà Julian nhìn thấy trước đó giờ đã biến mất. Ngày hôm sau, nhóm tìm kiếm chuẩn bị tiếp tục cuộc tìm kiếm, khi biết tin quan trọng. Một thợ săn địa phương cũng tìm kiếm những con cua này. Anh ta không nhìn thấy ở bất kỳ nơi họ đến, nhưng anh ta trông thấy chúng ở một vài nơi đằng xa. Nhóm tìm kiếm vội vã theo sau bước của thủ lĩnh, nhưng ấn tượng đầu tiên khiến họ thất vọng. Cho mãi đến cái nhìn cận cảnh mới thấy những cảnh tượng quen thuộc. Cái mà trông giống những bụi cỏ dại là hàng trăm những con cua nhện còn non. Đáy biển giờ là khung cảnh tấp nập của sự phô diễn những trang phục ngụy trang. Một con cua non trưng diện kiểu ban đầu gây cảm xúc mạnh mẽ. Phần lớn không thể nhận ra chính xác các con cua. Nhiều con đang bận rộn trong việc tìm kiếm thức ăn. Những cơ quan nhạy cảm ở phía dưới những chiếc chân của chúng cho chúng biết nên ăn gì và không nên ăn gì. Mỗi con cua đều tự lo liệu cho bản thân chúng. Cuộc tìm kiếm thức ăn giờ trở nên quyết liệt. Một con cua đói mồi sẽ cướp đi lớp ngụy trang của những con ở lân cận nếu đó là thức ăn được. Càng liều lĩnh bao nhiêu, Julian càng tìm thấy nhiều con cua bấy nhiêu. Đây là lần đầu tiên ông tìm thấy số lượng lớn những con cua non tụ hợp như vậy. Chúng ngụy trang kỹ hơn những con cua khác mà ông bắt gặp. Ông tự hỏi, liệu đây có phải là nhà trẻ của những con cua? Đó là một sự khám phá thú vị, nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Bố mẹ của chúng ở đâu?
hai ngày trước tuần trăng tròn vào tháng 6, ngày mà Julian tiên đoán binh đoàn cua sẽ xuất hiện. Khi cuộc tìm kiếm tiếp tục được thực hiện, nước trong một cách khác thường, nhóm tìm kiếm có thể nhìn xuyên tầng đại dương ở độ sâu 20 mét. Mọi người đều nhìn chăm chú xuống đáy biển. Julian đã rời cuộc tìm kiếm đến phía đông của vịnh. Mọi thứ ông nhìn thấy ở những điểm rất xa. Điểm tụ hợp đầu tiên họ nhìn thấy ở Leonard giờ đã di chuyển đến phía nam. Điểm tụ hợp thứ hai gần Blairgowrie giờ đã chuyển sang phía bắc. Julian nghĩ rằng đây là nơi chúng sẽ cùng đổ về tụ họp. Một tiếng kêu gây sự báo động với nhóm tìm kiếm. Một người nào đó đã nhận thấy một quần thể màu tối sẫm ở dưới đáy biển. Mặc dù nước trong nhưng họ vẫn không biết chắc được chúng là gì. Nhóm tìm kiếm vội vã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có một cách để biết. Julian từ từ tuột xuống. Ông không thể tin vào mắt mình. Binh đoàn cua nhện đã xuất hiện, tràn trề sức lực. Khác với những con cua còn non, chúng không ngụy trang. Chúng là những con cua trưởng thành, màu đỏ sáng và trong giai đoạn phát triển đầy đủ nhất. Một thợ lặn đơn độc trông có vẻ nhỏ bé hơn giữa binh đoàn cua ấy. Số lượng hoàn toàn áp đảo. Ban đầu chúng gấp đôi, nếu không muốn nói là gấp ba số lượng mà Julian nhìn thấy năm 2005. Đáy biển nhuốm màu đỏ. Dường như điểm nhìn không có sự kết thúc. Julian ước tính số lượng những con cua phải hơn 100.000 và nó sẽ còn tiếp tục tăng. Binh đoàn cua nhện đang ở giai đoạn náo nhiệt nhất. Bỗng nhiên cảnh tượng biến đổi. Những con cua dừng việc di chuyển về phía trước và thay vào đó chúng nằm lên nhau. Có một thứ gì đó đáng sợ đang đe dọa chúng. Chính là thứ này. Một con cá đuối gai độc vượt qua trước mắt Julian.
nhưng nó không theo sau ông. Những con cua vội vã trốn đi. Một số con thì không như vậy. Cá đuối áp đảo con mồi của chúng. Những chiếc vỏ bọc đặc biệt bị vỡ nát khiến con cá đuối có thể dễ dàng ăn con mồi. Và con cá đuối gai độc không còn đơn độc. Những con cá đuối đói mồi cùng nhau tận hưởng chiến lợi phẩm. Nhưng binh đoàn cua vẫn giữ nguyên số lượng. Rõ ràng là cuộc tấn công không ảnh hưởng gì đến chúng. Đó thực sự là một ngày đáng nhớ đối với Julian. Dự đoán của ông về việc binh đoàn cua sẽ xuất hiện vào 2 ngày trước tuần trăng tròn của tháng 6 là không sai và ông thực sự vui mừng. Nhưng giờ khi đã tìm ra những con cua, ông có thể lần ra manh mối một điều bí mật là tại sao chúng đến đây. Nhóm tìm kiếm vẫn chăm chú quan sát những con cua suốt đêm. Nếu cua nhện tụ hợp lại ở chỗ nông để sinh sản, như một số nhà khoa học nghĩ, thì sau màn đêm là thời điểm thích hợp để chúng kết đôi. Số lượng không giảm ngay cả khi về đêm, thậm chí có điều gì đó còn có thể làm chúng tăng thêm. Một con cá đuối đang đi tuần tra. Những con cua lại nằm bên nhau nhưng không có dấu hiệu gì của việc kết đôi. Việc gì sao chúng đến đây vẫn còn là một điều bí ẩn. Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm tìm kiếm lại bắt gặp cảnh tượng binh đoàn cua tụ họp. Những con cua vẫn ở đây, nhưng chúng không còn là một binh đoàn. Hầu như chúng không di chuyển. Chúng vẫn nằm yên một cách kỳ lạ. Julian để ý thấy một vài con cua hành động rất lạ lùng. Chúng cao mắt bằng càng của chính mình. Chẳng mấy chốc tất cả chúng sẽ làm tương tự. Đó là màn dạo đầu cho sự thay đổi đáng kể. Cơ thể chúng to gấp đôi. Những con cua đang thay vỏ. Chúng đang lột chiếc vỏ trên cơ thể và thay bằng cái mới. Vỏ mới đặt trên đầu cái cũ giống như mũ.
Việc giảm dầu mắt sẽ giúp tiết hormone cần cho việc thay mai. Chúng hút nước dầu mai cũ cho đến khi áp lực khiến chúng mở cái mới. Binh đoàn cua từ từ được tái sinh. Việc mở những chiếc chân mới là thử thách tiếp theo. Việc làm cho cơ thể mới ra khỏi cơ thể cũ không hề dễ dàng, bởi vậy những con cua để cho dòng nước và sóng biển trợ giúp. Cuối cùng thì những chiếc chân mới đã được giải phóng. Việc thay mai đã sắp hoàn thành. Dòng nước đã hoàn thành công việc ấy. Cơ thể mới của con cua mềm và béo hơn. Mất khoảng 1 giờ cho đến khi những chiếc chân đủ cứng cáp để đứng. Việc thay giỏ có thể nói là một thử thách lớn. Chiếc giỏ cũ có thể dễ dàng trở thành một chiếc quan tài. Nhưng nhờ có dòng nước chảy nhanh và những con sóng lớn mà hàng ngàn con đã thành công. Julian đã có một phần lời giải cho bí ẩn. Một trong số những lý do những con cua đến đây đó là để thay giỏ. Dòng nước ở vịnh cảng Philip chảy nhanh nhất vào mùa xuân trong thời điểm trăng tròn và những con sóng mạnh nhất thường ở những chỗ nông. Nhưng mọi thứ cần sự liều lĩnh. Những con cua đã thay vỏ thường khá nhạy cảm. Và những loài thú ăn thịt thường ngụy trang dưới nhiều hình thức. Những con sao biển lăn vào công cuộc tìm kiếm những mục tiêu yếu ớt. Những con cua đang yên vị trong nước. Chân của những con sao biển gắn với những cái giác. Mỗi khi chúng kẹp, chúng thường không để thoát. Con cua đã thay vỏ dãy dụa trong sự bất lực. Nó sẽ không chuyển động được trong ít nhất 1 giờ. Việc trốn thoát nằm ngoài khả năng của chúng. Loài sao biển làm cho chân của những con cua chảy ra nhờ dịch vị. Cảnh tượng tương tự diễn ra xung quanh đây. Đáy biển đầy những con sao biển đói mồi và những con cua bất lực.
Khi các con cua có thể sử dụng những chiếc chân của chúng, chúng rút lui nhanh chóng. Nhưng chúng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Một số đông những con cá xuất hiện. Chúng tham gia vào cuộc chiến tìm thức ăn một cách phấn khích và không uổng phí. Những con cua phân tán ra thành nhiều hướng, nhưng với một số con thì việc trốn thoát không đơn giản. Thịt cua là một thực đơn được yêu thích. Chúng gan dạ ra khỏi đáy biển trong sự thoải mái. Mặc dù rất nhiều loài thú ăn thịt xuất hiện, những con cua vẫn đông hơn. Hàng ngàn con vẫn sống sót và lại quay trở về biển cả. Đó chính là bí mật của chúng. Bằng việc thay vỏ cùng nhau, những con cua nhện tăng thêm cơ hội sinh tồn. Julian và đồng nghiệp đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng ở bức màn bí ẩn của những con cua nhện. Hai ngày sau, bằng chứng về việc tụ họp quy mô lại xuất hiện. Những chiếc giỏ bắt đầu dạt vào bờ. Nó tương tự như điều đã cản trở nhà động vật học người Pháp François Perron cách đây hơn 200 năm trước. Nghiên cứu của Julien cũng sắp kết thúc. Cuộc sống của những loài cua nhện quay trở lại như bình thường. Sau vài tuần, cơ thể mới của chúng trở nên nặng nề hơn. Hàng ngàn con đã sống sót sau sự lột vỏ liều lĩnh. Giờ thì những con sao biển đang bị bủa vây bởi hiểm nguy rình rập. Những con thú ăn thịt trở nên đói mồi bởi binh đoàn cua nhện lại tiếp tục hành quân. Suốt hàng trăm năm, người dân sống ở vịnh cảng Philip cảm thấy bối rối bởi những chiếc giỏ khác thường dạt vào bờ biển. Nhờ có nghiên cứu của giáo sư Julian Shin và đồng nghiệp mà họ đã biết chúng là gì. Một binh đoàn cua nhện đến vịnh để thay vỏ với sự trợ giúp của dòng nước chảy nhanh và những con sóng biển mạnh. Phần cơ thể cũ rụng đi để cái mới thay thế. Mặc dù bị những loài thú ăn thịt tấn công, nhưng lực lượng của cua vẫn không suy giảm. Binh đoàn cua vẫn sống sót, thiết lập lại nhóm và quay trở về biển cả. Cuối cùng thì bí ẩn về binh đoàn cua nhện cũng được hé mở.